Ok, hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem một cái tình trạng mà rất là nhiều anh em khách hàng không có rành tới chỉ thay sơn nhông dĩa. Thì cái chỗ thay á, họ chọn cái sản phẩm nó không có đạt, nó thay cho khách. Khách không bao giờ biết được. Mình bao anh em luôn, khách chỉ biết là chạy được hay không thôi. Thì cái lúc thay vào mới biết được ngon hay không thôi. Và xài được bao lâu thì cái trải nghiệm đó khách mới biết được. Chứ còn mà nhìn mà để test đồ có gắn được cho xe hay không, chỉ có người thợ anh em. Chỉ có người thợ mới biết được đó. Thì tại sao mà ngay lúc đầu 4 năm trước mình lại chọn em Rep để mình đồng hành? Đó lý do là mình đã test anh em. Không phải test để chạy thử giống như anh em bình thường đâu, đâu. Không phải vậy. Mình gắn lên xe, gắn lên xe, mình phải xài cái cộng sên xịn. Từ cái cấp sên của xe này nó đi 520 á, nó phải xài cộng sên Nhật rồi. Không có xài được Mã Lai hay là DD Thái Lan được. Đó, từ cái cấp này lên là không thể nào mà xài DD Thái Lan được. Tại DD Thái Lan nó không có cái cộng sên cấp tầm trung mà dành cho tới 800cc là không có. Kể cả cộng sên RK này của Mã Lai cũng không có tới. Cho nên cái cộng sên cực kỳ mau hư. Cái thứ hai nữa, để mà test được cái nhông dĩa tốt hay không là phải xài cộng, thứ nhất là cộng sên tốt, đủ chuẩn. Cái thứ hai là nhông và dĩa. Vậy test nhông dĩa như thế nào? Đừng có coi độ bền. Tại vì xe này là hiệu suất cao. Độ bền á là một chuyện, nhưng trước khi biết nó bền hay không phải test qua những cái công đoạn sau. Gắn nó lên bánh, ví dụ như dĩa này gắn lên bánh, mình nổ máy mình quay. Mình nổ máy, mình sẽ test nhông trước, mình nổ máy lên thì cái nhông nó sẽ quay. Coi cái độ ly tâm của nó có đều không? Lúc gắn cái dĩa vô nó có khít không? Nó khít với cái lỗ này không? Nó có ngay không hay nó sụt xịt? Nguyên tắc khi mà nó lỗ sụt xịt thì nó phải có cái khâu gắn vào để cố định lại, không có cho nó sụt xịt. Đó, còn cái thứ hai, khi mà cái lỗ này nó thiết kế bằng ly với cái cốt ốc cốt này luôn thì không cần có cái khâu gắn. Anh em phải coi kỹ nha. Chứ để cái dĩa vô để cái dĩa vô những cái lỗ ốc mà giặt tới giặt lui được á là cái đó là sai, bắt buộc phải có cái khâu. Ha. Cái thứ hai, khi mà gắn cái nhông vô phải coi cái cốt với cái nhông á, cái cốt với cái nhông á nó có lỏng không hay nó vừa khít. Nó vừa khít là đúng, nó lỏng quá là sai, nó giặt sẽ hư cái ren cốt. Hả? Cái thứ ba nữa là khi mình nổ máy lên mình quay, mình coi cái lực ly tâm khi mà nó quay rồi á, nó có đảo có nhịp không, nhông với dĩa luôn, hay là ly tâm chuẩn. Thì lúc đó nếu nó chuẩn thì lúc đó mới gắn, mới chạy, mới test độ bền. Tại vì á, độ bền đây là nó về vừa về vật nguyên vật liệu, cái thứ hai là cái độ chính xác đó, thì nó mới có độ bền. Còn không á, thay cộng sinh xịn vô mà nhông với dĩa nó bị nhảy á, nó quện vậy nè, thì nó sẽ bị khúc căng khúc dùng. Khúc căng khúc dùng thường là bị là do nhông hoặc dĩa nó bị quanh, hoặc là cốt máy nó quanh. Nhông dĩa mà nó quanh nó còn phá luôn cốt máy luôn đó. Lực ly tâm không có đều à, chứ không phải muốn gắn gì lên gắn anh em phải dễ dàng như vậy. Mà khách hàng chỉ bỏ tiền mà cái giá tiền nào nó vừa túi khách hàng, chứ khách hàng không coi cái hàng nó có đạt hay không đó. Tại sao tới bây giờ cái hãng này qua bên mình mà mình chưa nhận bán, mình để đây test và mình thấy cái đường đi không có đạt cho nên mình cũng không có thèm test luôn. Mình giục đây nè, ai qua mình cho chứ mình đâu bán đâu. Mình còn đây một bộ, đây một bộ, ai qua mình tặng cho đây đó. Mình không có bán ha, ai mua ai qua thì mình tặng, chứ mình không bán và không có mét hay nói gì nha, không có khầm len lại. Thầy đồ đưa mình thử, mình chưa có thử tại mình thấy không đạt nên mình không thử đó. Và tại sao hàng anh em mua hàng giống như mình bán nhông sên dĩa chính hãng, anh em nó có lỗi không? Sên thì mình thấy rất ít lỗi, nhưng nhông dĩa là có lỗi nha. Lỗi nó mình thấy là khoảng 2%, 1-2%. Thì mình không biết bán cho anh em á, anh em có thấy được cái lỗi đó không? Còn á, mình bán cho anh em thì mình chưa thấy ai trả hết.
Nhưng mà lúc mình lắp đặt ở đây nè, mình thấy cái nhông nó bị lỏng so với cốt, mình phải đổi cái khác nó khít hơn. Anh em gắng để ý, mua hàng bên mình sẽ được đổi trả khi sản phẩm nó gặp lỗi. Anh em nên nhớ nè, cái máy nó vẫn có độ sai số. Ví dụ như cái sai số đó nó do cái mũi dao á, người ta CNC nó mòn, và cái sai đó nó cái sự hao mòn của cái cổ máy, cho nên á phải canh tới một cái thớt dao đó nó làm được bao nhiêu sản phẩm phải đổi dao. À, nó có hết, cho nên á gần tới cái mức đổi dao họ sẽ bị sai số chỗ đó. Nó một chút xíu thôi, nhưng mà mình phải đổi cho khách hàng của mình. Đó, mình thấy nó rất là thấp chứ không phải là nhiều, nhưng đó là đồ hãng rồi đó. Và thật sự đồ nhập nước ngoài về nó cũng như vậy thôi. Đó, mua hàng được ở chỗ mình nè, thứ nhất được bao công lắp đặt, thứ hai là được bao ship khi mà anh em ở xa, thứ ba là được đổi trả khi hàng gặp lỗi nha. Khi có lỗi là được đổi lại liền. Đó. Cái thứ tư nữa là được chọn lựa cái sản phẩm và tư vấn sản phẩm phù hợp với cái cấu hình xe của khách hàng. Nó rất là nhiều cái yếu tố mà đảm bảo được khách hàng bỏ tiền ra được cái sản phẩm tốt nhất. Vỏ xe cũng vậy, gắn là thứ nhất phải coi chiều mũi tên đúng chiều, thứ hai nữa là ngay cái chỗ điểm của mà gửi cái van đó, nó sẽ có một cái chấm vàng, một cái chấm đỏ để mình thay vào ngay đó. Cái thứ ba nữa là cân mâm điện tử, anh em qua bên mình thay là những cái đó được free, và dựa trên cái báo giá của nhà sản xuất còn được giảm xuống nữa, còn bớt xuống nữa, trung bình là 600.000 một cặp. Đó, được hỗ trợ khách hàng bao lắp cân mâm điện tử, bơm cân bánh bằng khí nitơ và lắp xe nó đúng. Đó, nhân viên mình được đào tạo bài bản, lắp nó rất là chính xác, giảm cái rủi ro cho khách hàng. Đó, cho nên là anh em thay một lần vỏ cũng đi rất là lâu, thay một lần sơn nhông dĩa cũng đi rất là lâu, cho nên anh em hãy qua tận nơi để được mình tư vấn và thay thế hiệu quả. Bao cam kết với anh em cái giá đó là cái giá tốt nhất thị trường, kèm theo được lắp đặt nữa, miễn phí nữa ha. Không hề dễ anh em, khi mà anh em biết thì làm nó đúng cái quy chuẩn, không có dễ đâu. Đó, mình được bảo đảm như vậy cho khách hàng, cho nên anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0963111129. Mình tên Sang Phạm. Đây, số cái điện thoại của mình là số công ty ha. Điện thoại mình là số công ty, có mã số thuế mọi thứ đàng hoàng ha. Công ty đó, trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ. Thì tất cả các loại vỏ của tất cả dòng xe mình đều có, từ những dòng xe hiếm mình cũng đều có đó. Cam kết với anh em như vậy. Rồi, mình mới về con custom này rất là đẹp, để mình quay anh em một cái clip khác. Những anh em mà mua bị chậm đó, thì giờ anh em vào xem ha. Cảm ơn anh em.